chào các bạn đã quay trở lại với kênh Du lịch Toàn Thư Channel. Hôm nay Tâm sẽ xin giới thiệu về cho các bạn một cái con phố rất là nổi tiếng, xinh xòn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Từ cái hướng của Tâm xuất phát đi, nếu quận 7 đi đến cái con phố đi bộ Nguyễn Huệ thì mất khoảng 15 phút đến 20 phút nếu như không kẹt xe. Ở đây thì nằm trong cái khu trung tâm của thành phố mình nên là cái việc mà giao thông nó cũng khá là thuận lợi. Ta có thể là lựa chọn những phương tiện ta đi đến bằng ô tô, bằng xe buýt hoặc là bằng xe gắn máy. Còn riêng Tâm thì Tâm sẽ di chuyển bằng xe máy của mình đi đến đó chắc mất khoảng 15 phút để đến từ hướng quận 7 qua quận 4 và vào điểm đầu của con phố đi bộ Nguyễn Huệ ở bên hướng Tô Đức Thắng. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Đây, chỗ của Tâm đứng đây là thì điểm đầu bắt nguồn từ con sông Sài Gòn, còn điểm cuối là Ủy ban nhân dân thành phố. Mà trước kia thì từ thời Pháp thì người ta gọi đây là Dinh Xã Tây. Về phần chính của trục đường đi bộ Nguyễn Huệ thì gồm có hai phần, đó là phần công viên tượng đài Hồ Chí Minh và quảng trường Nguyễn Huệ. Từ lâu nay phố đi bộ Nguyễn Huệ đã trở thành một điểm tượng tham quan du lịch lớn của thành phố ta. Phố đi bộ Nguyễn Huệ thuộc địa phận Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con phố kết hợp giao thông hiện đại bậc nhất của Việt Nam hiện nay. Về tổng thể của phố đi bộ Nguyễn Huệ có tổng chiều dài là 670m, chiều rộng là 64m. Phần quảng trường Nguyễn Huệ được lát bằng gạch granite dày khoảng 10cm. Hai làn đường phương tiện lưu thông được ngăn cách bởi cái hàng cây xanh xen lẫn ở các những chậu hoa. Trên những hàng cây này thì đặt những hệ thống phun sương vào những cái giờ cố định để nhằm làm mát không khí, ngăn bụi và tạo cái độ ẩm cho cây phát triển. Quảng trường này còn được lắp cái hệ thống là đèn chiếu sáng nghệ thuật, nhạc, nước hiện đại. Hai cái khu ở dưới tầng hầm thì bố trí hệ thống nhà vệ sinh công cộng. Ngày nay phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là thu hút du khách đến thăm thành phố mà còn là một cái nơi tụ tập của cái giới trẻ mỗi ngày. Thời điểm mà cái con phố mà đông đúc nhất có lẽ là khi mà tắt nắng hoặc là thời tiết là mát mẻ, hoặc là càng về đêm thì nó sẽ càng nhộn nhịp và nó càng quyến rũ hơn bởi những cái đèn trang trí ở phố đi bộ này. Vào thời Pháp thuộc thì cái đường con đường Nguyễn Huệ này là một cái con kênh được đào đà dẫn nước từ sông Sài Gòn vào trong nội thành Gia Định, hay còn gọi là thành Bắc Quái, được chúa Nguyễn Phúc Ánh cho xây dựng vào năm 1790. Ban đầu thì con kênh này nó có tên là kênh lớn với cái ý nghĩa là to lớn, ý nghĩa nữa là trọng yếu, dẫn dắt tàu thuyền vào bên trong nội thành nên người ta gọi là kênh lớn. Vào thời điểm bấy giờ người ta còn gọi thêm một cái tên thứ hai nữa, đó là kênh đào chợ vải, bởi vì ở nơi đây nó diễn ra những cái hoạt động mua bán vải vóc rất sầm uất của người Ấn Độ, hay còn gọi là người Chà Và. Về sau đó thì cái kênh này là đổi tên thành là kênh Chanel, lấy theo tên của một đô đốc người Pháp, Chanel, người ban hành giới hạn địa phận của thành phố. Tuy nhiên là do cái lưu lượng tàu vận chuyển rất là dày đặc và tấp nập ở đây và nó đã làm cho cái con kênh nó bị ô nhiễm trầm trọng. Do đó vào năm 1887 người Pháp đã cho lắp được con kênh này và biến nó thành một đại lộ Chanel. Vào năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức đổi tên đại lộ Chanel thành đại lộ Nguyễn Huệ, và con đường này là con đường đẹp nhất của Sài Gòn lúc thời điểm bấy giờ, và tên gọi này cũng được sử dụng cho đến ngày hôm nay. Riêng vị trí về đài phun nước thì từ cái thời Pháp thuộc tại cái khu vực này là nó có một cái công trình người ta gọi là bùng binh bồn kèn. Thì chỗ đây Tâm cũng xin chia sẻ thêm một số cái thông tin. Bùng binh bồn kèn vào thời điểm đó thì vào mỗi ngày cuối tuần của thứ bảy, người lính Pháp họ thường ra đây để biểu diễn những nhạc kèn cho cái người dân thành phố nghe. Chính vì thế mà người dân thành phố quen gọi với một cái tên là bùng binh bồn kèn. Và điều đặc biệt thứ hai của cái vị trí này theo một số nhà nghiên cứu thì cái bùng binh bồn kèn cũng chính là bùng binh giao thông đầu tiên tại Sài Gòn. Về sau thì cho xây dựng lại và đổi tên là dòng xây cây liễu, vì xung quanh là được trồng rất nhiều cây liễu. Vào năm 2015, khu vực này được cải tạo thành phố đi bộ Nguyễn Huệ và bùng binh này cũng bị phá hủy và được cho xây dựng thành một nơi biểu diễn nhạc nước. Đến năm 2019, khu vực biểu diễn nhạc nước cũng đã cho xây dựng lại, đổi thành là đài phun nước. Và sau đây thì Tâm cũng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe kênh Du lịch Toàn Thư Channel. Cảm ơn, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.